Trong điều kiện khó khăn chung của cả nước, công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 được tỉnh chỉ đạo quyết liệt. Kết quả, Tây Ninh được xếp hạng nằm trong nhóm 10 tỉnh thành có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao nhất cả nước. Ước đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022, giải ngân nguồn vốn Thủ tướng Chính phủ giao trên 3.629 tỷ đồng, đạt trên 93% kế hoạch. Giải ngân vốn Hội đồng Nhân dân tỉnh giao gần 4.100 tỷ đồng, đạt trên 90% kế hoạch. Mặc dù không đạt 100%, nhưng so với cả nước, kết quả giải ngân của tỉnh đạt khá cao, đứng thứ 6 trên 63 tỉnh thành. Từ kết quả này, Tây Ninh phấn đấu làm tốt hơn nữa giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2023. Việc đầu tiên đó là tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ triển khai dự án, tiến độ thực hiện dự án và làm tốt công tác giải ngân ngay từ đầu năm. Hoàn thành cập nhật kế hoạch đầu tư công năm 2023 lên hệ thống đầu tư công của tỉnh trước ngày 31 tháng 1 năm 2023. Hoàn thành việc lập sơ đồ GAN và cam kết tiến độ thực hiện và giải ngân từng dự án theo tháng trước ngày 31 tháng 1 năm 2023.